Tại thủ đô phồn hoa của Mỹ, Robin Monroe, nữ phóng viên xinh đẹp và tham vọng của tờ Lá Cải Today, đang cảm thấy quá tải trong công việc. Thì cuộc sống căng thẳng và nhàm chán của nàng đổi thay khi tình cờ bị mắc kẹt với một phi công già, điển trai trên hòn đảo hoang vắng. Nghe đến đây, tôi đoán cô nam quả nữ trên đảo thì sẽ đóng gạch cả ngày để giết thời gian chứ gì. Có sập sình cùng nhau chứ, nhưng mà vừa sập sình lại vừa hồi hộp chống lại một bầy cướp biển, đang muốn lăm le cướp lấy cái lò nướng khoai và hột kim cương trứng cút to đùng của cô gái tóc vàng xinh đẹp. Vừa đến văn phòng làm việc, Robin đã nghe sếp phàn nàn về tiến độ và chất lượng công việc. Tuy nhiên, nỗi thất vọng của cô nhanh chóng tan biến khi nàng phát hiện ra một điều bất ngờ thú vị đang chờ đợi mình. Ngay trên bàn làm việc là một bó hoa rực rỡ được gửi đến từ người bạn trai vừa trở về từ Thụy Sĩ. Mời cô đến dự một bữa tối xa hoa tại một địa điểm sang trọng, quà đính kèm là một con búp bê địa phương. Thật ngọt ngào. Tối hôm đó, Robin đến nơi hẹn hò để gặp anh yêu của nàng, Paul. Anh chàng tiết lộ một điều bất ngờ khác chuyến nghỉ dưỡng 6 ngày 7 đêm trên đảo Môn Lề đầy mê hoặc ở Nam Thái Bình Dương. Sớm mai khi ông mặt trời còn đang ngái ngủ, Paul đến sân bay chuẩn bị hành lý và nhờ bạn gái thuê máy bay. Robin gặp anh phi công điển trai tên Jean Harris, người được giao nhiệm vụ vận chuyển họ đến hòn đảo trên chiếc máy bay hết thời sập sệ. Sau khi kiểm tra tình trạng máy bay, hành khách ngần ngại lên ngồi vì dự cảm đây là chuyến bay lên thẳng thiên đường. Tuy nhiên, bạn trai trấn an Robin, nhấn mạnh rằng hành trình của họ sẽ an toàn dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia đã qua đào tạo. Cặp đôi mặc áo phao và chờ máy bay cất cánh. Thật bất ngờ, phi công không đi một mình mà còn dẫn theo bạn gái. Cô gái hoạt bát chia sẻ những câu chuyện về vẻ đẹp của hòn đảo khiến chuyến đi thêm phần thú vị. Sau khi đến đảo Môn Lề an toàn, cặp đôi nhận phòng khách sạn và được đội ngũ nhân viên nhiệt liệt đón chào. Về đến phòng, cặp đôi bước ra ngoài và Robin bị mê hoặc bởi khung cảnh tuyệt đẹp của bãi biển hoang sơ. Khi đi dạo dọc bờ biển tối hôm đó, Paul chào đón bạn gái mình bằng một bữa tiệc tưng bừng, kỷ niệm 3 năm yêu nhau. Thật cảm động, anh làm cho cô ngạc nhiên với lời cầu hôn chân thành và cô vui vẻ chấp nhận. Sau đó, tại quán bar, phi công say rượu để ý thấy Robin đang ngồi một mình và cố gắng đụng chạm tán tỉnh, thậm chí còn đề nghị mua đồ uống cho cô. Không vừa mắt với Jean, Paul bay đến giải cứu vợ tương lai của mình khỏi anh phi công say xỉn. Sau một đêm mặn nồng thì Robin nhận được cuộc gọi từ sếp, yêu cầu cô quay lại làm việc. Đây là việc khẩn cấp, cô phải lập tức rời Môn Lề và chuyển đến Tahiti để giám sát buổi chụp ảnh cho trang bìa sắp tới của tạp chí. Mọi chi phí sẽ do công ty đài thọ. Dù không nỡ rời chồng sắp cưới, nhưng Robin cuối cùng quyết định rời đi và hứa xong việc sẽ quay lại ngay. Ngày sau đó, cô tranh thủ sự giúp đỡ của anh phi công để đến Tahiti với giá 12 triệu đồng một nhoáy. Paul rất đau buồn khi biết tin vị hôn thê của mình ra đi đột ngột. Anh yên tâm, em sẽ sớm quay về ngay trong ngày. Trong chuyến bay, phi công hỏi han cô gái về công việc của nàng. Khi nàng đang trình bày về những dự án cô sắp đảm nhiệm thì một cơn bão lớn ập đến khiến phi công lo lắng. Trở lại đảo, Paul cảm thấy cô đơn khi không có bạn đời. Anh một mình xem biểu diễn múa và bị thu hút bởi bạn gái của anh phi công đang biểu diễn trên sân khấu. Trong khi đó, Jean cố gắng gọi điện cho ai đó ở trạm dịch vụ chuyến bay để biết thông tin thời tiết mới nhất. Tuy nhiên, đường dây bị đứt và anh nhanh chóng mất liên lạc. Phi công lo ngại thời tiết xấu và đề nghị quay trở lại Môn Lề, ăn 12 chai mà mất mạng, thật không đáng chút nào. Anh quyết định cưỡi máy bay về. Sau khi nghe quyết định của Jean, Robin cảm thấy căng thẳng đến mức phải dùng thuốc chống lo âu. Bất ngờ, sét đánh làm hư hỏng máy bay, phá hủy bộ phát sóng vô tuyến và máy định vị khẩn cấp. Nhận thấy mình không thể duy trì độ cao, phi công gọi về mặt đất kêu cứu. Sau khi uống vài viên thuốc, gái tóc vàng cố gắng sử dụng radio và đảm nhận vai trò phát thanh viên bất đắc dĩ. Jean sớm phát hiện ra một hòn đảo gần đó và quyết định hạ cánh ngay lập tức để đảm bảo an toàn. Không may, máy bay va phải đá khiến một bánh xe bị nghiền nát. May mắn thay, cả anh và hành khách đều không bị thương. Khi Robin tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cô gái ngạc nhiên khi thấy mình đang ở một hòn đảo hoang nằm giữa Môn Lề và Tahiti. Lo lắng máy bay đang trong tình trạng tồi tệ, cô đã yêu cầu phi công nhanh chóng sửa chữa. Tôi chỉ biết lái máy bay, không biết sửa máy bay, Jean gắt lên. Cố gắng tìm kiếm sự trợ giúp, tóc vàng lấy điện thoại cố gọi nhưng tín hiệu kém khiến cô thất vọng ê chề. Đừng tốn công vô ích, đến cứu hộ còn khó tìm được chúng ta vì hòn đảo này không có tên trên bản đồ. Trên đảo này chỉ có mình tôi có súng, vì vậy cô phải luôn bám sát và nghe lời tôi. Anh đưa khẩu súng bắn pháo sáng ra. Hú hồn, làm hà cứ tưởng súng kia. Phi công tiếp tục hù dọa, chúng ta sẽ mắc kẹt với nhau ở đây dài lâu. Nghe thấy tin buồn này, Robin tỏ ra khó chịu và yêu cầu trả lại tiền cho mình. Jean đưa lại cho Robin một nửa số tiền và xé phần tiền còn lại. Phụ nữ thật rắc rối, cô cứ giữ lấy mớ tiền đó mà nâng cá đi hoặc phòng khi đi ẻ. Bực mình trước tình huống này, tóc vàng chui vội lên máy bay, tưởng nàng đi ẻ thật. Nhưng không, cô gái đang tìm kiếm xem có gì có thể giúp cô thoát thân khỏi tình huống chớ trêu này, cô tìm thấy một chiếc bè cứu sinh. Hai đứa vừa tranh giành cái bè cứu sinh vừa tranh luận rằng liệu họ có thể thoát thân nhờ cái bè không. Vị trí của họ không xác định và trôi nổi trên đại dương trên một chiếc thuyền bơm hơi không phải là một ý tưởng hay. Rồi Robin vô tình kéo sợi dây khiến chiếc thuyền phồng lên và mắc kẹt trên máy bay. Sau khi yêu cầu sự giúp đỡ của Jean, anh đồng ý giải thoát cho cô.
anh yêu cầu cô ngừng hành động như một kẻ điên. Tại môn lề, Paul nhận được cuộc gọi nói với anh rằng vị hôn thê đã mất tích. Lo lắng, anh ta đã liên lạc khắp nơi để xác nhận xem máy bay của Jin đã hạ cánh hay chưa. Đột nhiên, bạn gái Jin xuất hiện và xác nhận rằng bồ cô vẫn chưa hạ cánh xuống đảo. Sau khi nhận ra người thân của mình đã mất tích, cả hai đã tổ chức một nhóm tìm kiếm với sự giúp đỡ của các phi công khác. Khi Jin và Robin cố gắng sống sót trên đảo, họ phát hiện ra một thác nước làm dịu cơn khát của họ. Khi đã bớt khát, Robin bắt đầu mơ mộng khi nhìn thấy cầu vồng sau mưa. Tuy nhiên, khoảnh khắc của cô bất ngờ bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của một con lợn, khiến nàng phải rút lui xuống nước. Khi phi công đuổi con vật đi, Robin cảm thấy có thứ gì đó bơi trong quần của mình. Cô ấy hét lên hoảng sợ, đứng yên Jin hét lên. Anh lấy cái cây chọt vào quần cô gái thì phát hiện sinh vật bí ẩn đó là một con cá. Cảm động vì người đàn ông đã cứu mình, cô gái thân thiết với anh ta. Cuối ngày hôm đó, Jin trốn trong cây gần đàn công, định bụng bắt một đứa về nấu bữa tối. Hai anh chị sống sót sau cơn bão, thở phào trải qua đêm đầu tiên trên đảo với bữa tối ngon miệng. Cô gái tò mò hỏi anh có phải là phi công không? Đáp lại, phi công dày dặn kinh nghiệm tiết lộ rằng anh đã dành phần lớn cuộc đời mình để cống hiến cho mấy cái máy bay bà già sắp hỏng. Trước đó, anh từng đạt được thành công với tư cách là một doanh nhân nhưng cuối cùng lại từ bỏ nó để tìm kiếm một cuộc sống trọn vẹn hơn. Khi màn đêm buông xuống, họ ngạc nhiên trước bầu trời đầy sao nguyên sơ, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh ô nhiễm nơi họ sống. Trong khi cô gái nằm ngủ trên máy bay, người đàn ông lớn tuổi hơn nằm trên một tấm chăn trải trên cát. Sáng hôm sau, tiếng máy bay đã đánh thức Robin khỏi giấc ngủ. Cứ nghĩ rằng mình sắp được cứu, Robin khẩn trương đánh thức phi công, chụp lấy khẩu súng của anh. Cô muốn bắn pháo sáng. Tuy nhiên, khi người đàn ông say rượu không tỉnh lại, cô đã chụp lấy khẩu súng trong quần của anh ta và vô tình hướng nó về phía cây cọ, khiến ngọn lửa bất ngờ bốc lên. Cô điên à, đó là chuyến bay thương mại, nó sẽ không đời nào bắt được tín hiệu của chúng ta. Vì nó đang bay rất cao với tốc độ 600 dặm một giờ. Đến đây hai anh chị bắt đầu cãi nhau to, thật ăn hại, cô đã làm mất cây súng cứu mạng của tôi, anh cũng tài ghê, đáp máy bay vào hẳn một hòn đảo hoang để mà ăn Tết. Ở nơi khác, Paul và anh ở tham gia nhóm tìm kiếm, khám phá đại dương. Anh trở nên lo lắng hơn, nhưng cô gái trấn an anh rằng chúng ta sẽ sớm tìm thấy bọn họ. Trong khi Paul ra sức tìm vị hôn thê của mình. Trên đảo, Jin và Robin leo lên một con dốc để tìm kiếm đèn hiệu. Trên đường đi, mặt đất nứt ra và họ ngã xuống. Nhưng không bỏ cuộc, bọn họ vẫn tiếp tục tìm kiếm ngọn hải đăng trên đảo. Nhiều lần nhầm lẫn vị trí của ngọn hải đăng khiến phi công suy sụp, Robin cổ vũ anh đừng bỏ cuộc. Nếu anh từ bỏ thì chúng ta sẽ chết khô trên hòn đảo này. Khi đi xuống đồi, người phụ nữ chú ý đến chuyển động của đại dương. Được trang bị ống nhòm, cả hai đều phát hiện ra một chiếc thuyền, làm dấy lên hy vọng về một cuộc giải cứu tiềm năng. Nắm bắt cơ hội, người phi công chia sẻ chiến lược xuống nước và theo dõi con tàu bằng chiếc bè của họ. Khi màn đêm buông xuống, những người sống sót sử dụng những chiếc thuyền bơm hơi của họ, thay phiên nhau chèo thuyền. Trong cuộc hành trình của họ vào ngày hôm sau, Robin hỏi về Anger và Jin thừa nhận rằng đó chỉ là một cái lò nướng khoai tạm thời của anh mỗi khi ghé qua khách sạn tại đảo Môn Lề. Trước đây tôi yêu một cô, rồi cô ấy qua lại với bạn thân sau lưng tôi. Vậy là tôi mang cái lò yêu dấu tặng luôn cho nó rồi chấm dứt các mối làm ăn chung với anh ta. Gom hết tiền tôi mua một chiếc máy bay và bắt đầu lại từ đầu. Đang tâm sự mỏng thì Robin nhận thấy có hai chiếc thuyền đến. Phi công dùng ống nhòm để quan sát và phát hiện một vụ cướp tàu đang diễn ra ở ngoài kia. Bọn cướp đang dồn những nạn nhân của mình xuống biển bơi tung tăng đi bắt cá. Nhanh chóng đứng dậy, Jin vội vàng lùi lại để tránh bị theo dõi. Dù chị tóc vàng đã rất nhanh, nhưng anh cướp còn nhanh hơn. Hắn ta đã chụp được khoảnh khắc của chị và bắt đầu dùng thuyền truy đuổi. Nhận thấy nguy hiểm, Robin và phi công hoảng sợ và cực lực tăng tốc. Thật không may, bọn cướp biển đã phóng hỏa khiến cả hai chìm xuống biển và phải bỏ tàu. Sợ bọn cướp biển cướp mất cái lò, chị tóc vàng bơi còn nhanh hơn cả con rái cá. Khi đến gần bờ, họ leo lên một ngọn đồi để tránh kẻ xấu. Hai anh chị ủ mưu để bẫy bọn cướp nếu chúng ghé vào hòn đảo. Không lâu sau, Jin đã có thể bắt giữ một trong những tên cướp biển bằng cách sử dụng một khúc gỗ để cản anh ta. Tuy nhiên, nỗ lực bất thành và tên cướp đã phản công quyết liệt. Hai anh chị đã bị bọn cướp bắt giữ. Khi không có gì để cướp ngoài cái lò nướng khoai, bọn chúng tức giận định ra tay với hai anh chị. Tuyệt vọng muốn được cứu sống, Robin đã bịa ra cô là người buôn đá quý. Tôi sẽ làm cho anh một sợi dây chuyền có viên kim cương to bằng quả trứng cút, anh lấy tôi rồi chúng ta cùng mở rộng hoạt động kinh doanh đá quý khắp vùng Viễn Đông. Nghe cũng bùi tai, bọn cướp biển tin vào câu chuyện bịa đặt và yêu cầu em gái lên tàu của mình. Lợi dụng thời cơ, cặp đôi lên kế hoạch thoát thân bằng cách rơi từ trên núi xuống. Họ tiếp tục chạy cho đến khi tới rìa vách đá. Jin quyết định nhảy xuống, nhưng Robin quá sợ hãi. Nhanh chóng, người phi công ôm lấy cô và ném cô xuống biển rồi, sau đó cũng đi theo nàng. Với những người sống sót đang vùng vẫy dưới nước, bọn cướp biển không thể xác định được vị trí của họ nên phải từ bỏ việc truy đuổi. Ở Môn Lề, Paul nghĩ là mình đã mất vợ dù anh rất yêu cô ấy. Để đáp lại, quả bom bốc lửa bên cạnh cho rằng tình yêu phù phiếm lắm, nó sẽ biến mất nếu anh chịu ngủ với em một đêm.
Khi họ đến đất liền, Jin nảy sinh tình cảm với tóc vàng và muốn gần gũi cô để cảm ơn, nhưng cuối cùng thì ý đồ cũng thất bại. Tối hôm đó, cặp đôi cố gắng tìm nơi ở mới. Do máy bay đang bị hư chưa sửa chữa được, phi công khuyên không nên quay lại trại vì điều đó sẽ khiến họ dễ dàng trở thành mục tiêu của bọn cướp biển. Thay vào đó, họ mạo hiểm vào rừng và tình cờ gặp một chiếc thủy phi cơ Nhật Bản từ Thế chiến thứ hai đang đậu trên cây. Sau khi cân nhắc, cặp đôi quyết định ở lại đó đêm nay. Tối hôm đó trên đảo Môn Lề, Ôn Hộ Tống Anh gờ hơi say đến căn nhà gỗ của cô, nhắc nhở sáng mai dậy sớm để cùng anh đi tìm người thân. Đáp lại, cô gái không hề hào hứng tìm lại cũ khoai hà của mình. Nhận thấy cô đứng không vững, anh hỏi thăm sức khỏe của cô, nhưng cô gạt đi và nhất quyết muốn đi tắm. Khi cô cởi quần áo, anh gờ đưa ra lời mời anh qua đêm một cách khiêu khích. Tuy nhiên, anh từ chối lời đề nghị của cô và nhanh chóng rời khỏi phòng. Trong một khu rừng, Jin mở lòng với Robin, bày tỏ mong muốn được hôn cô và được cô đáp lại. Tuy nhiên, cô gái lo lắng rằng dù có đói cũng không muốn ăn khoai lạ, sợ ăn rồi thì sẽ khó mà bỏ được. Trong khi người phụ nữ ngủ, Jin quan sát chiếc máy bay cũ của Nhật Bản và nảy ra một ý tưởng sáng tạo. Ngày hôm sau, ông dùng dụng cụ để loại bỏ sức nổi của máy bay. Trong khi đó, có người đến gõ cửa ngôi nhà gỗ để thông báo cho anh G rằng trực thăng tìm kiếm sẽ khởi hành sau 20 phút nữa. Khi quay vào trong, cô đánh thức Paul, người đàn ông sa ngã đã quyết định qua đêm với cô. Người đàn ông nhận ra mình đã phạm sai lầm, nhưng anh G khẳng định rằng điều đó có thể chấp nhận được vì tình hình hiện tại của họ. Trên đảo, bộ đôi quay trở lại trại của mình với sự trợ giúp của đuôi máy bay Nhật Bản. Robin giờ đây gắn bó tình cảm hơn với Jin, cô bị mê hoặc bởi tài năng của anh chàng bên cạnh. Trong cuộc hành trình của họ, người phi công có cơ hội chia sẻ chi tiết về cuộc hôn nhân kéo dài 12 năm của mình. Tò mò, tóc vàng hỏi anh có con hay chưa? Chưa, Jin trả lời. Anh bày tỏ mong muốn có một gia đình trong tương lai. Vẫn chưa muộn, rồi anh sẽ sớm được như ý. Anh bao nhiêu tuổi? Sau khi viên phi công ghé vào tai cô thầm thì, mặt cô gái sáng bừng lên nhìn anh thích thú. Hà chẳng đoán được cô ta thích cái gì nữa. Anh ta nói gì mà làm cô ấy thích thế nhỉ? Trong khi đó, trên đảo, Paul vật lộn với cảm giác tội lỗi sau cuộc gặp gỡ với anh G. Cô gái thờ ơ nhắc nhở anh rằng anh chỉ là con người và không thể kiểm soát ham muốn của mình. Đột nhiên, có người đến báo rằng cuộc tìm kiếm đã chấm dứt. Cùng lúc đó, Jin và Robin cuối cùng cũng quay trở lại trại của mình và nghĩ ra kế hoạch nâng máy bay của họ lên bằng dây thừng và gắn cầu phao bên dưới nó để cố gắng thoát khỏi hòn đảo. Tuy nhiên, ngay khi họ chuẩn bị cất cánh, bọn cướp biển đã phát hiện ra họ và nổ súng. Thật không may, phi công bị thương, tóc vàng đã giúp anh lên máy bay. Mặc dù bị thương nhưng Jin vẫn có thể bắt đầu chuyến bay. Trước khi va chạm với tàu cướp biển, họ đã trốn thoát thành công. Khi bay qua tàu, kẻ xấu tiếp tục lao vào cào cấu nhưng không thể bắt lại con chim đang bay lên rất hăng. Trong chuyến bay, Jin thấy đau nên dạy cho Robin khóa bay cấp tốc, hy vọng cô lái máy bay thay mình. Rồi anh bất tỉnh nhân sự. Ở Môn Lề, mọi người được cho là đã chết thảm, và một buổi lễ tưởng niệm được tổ chức để tôn vinh cái chết của họ. Đột nhiên, Paul ngắt lời vị linh mục, bày tỏ sự hối hận về hành vi phản bội vợ mình. Phi công, nhưng anh không thể bay trong suốt cuộc hành trình, vì thế cô gái phải cưỡi chiếc máy bay về đích. Cuối cùng, cô đã đến được đảo Môn Lề, nơi mọi người đang thương nhớ về cô. Ghi nhớ những chỉ dẫn của Jin, Robin bắt đầu hạ độ cao từ từ, dẫn đến việc máy bay hạ cánh trên mặt nước. Sau cú va chạm, anh phi công cũng tỉnh dậy, Robin vui sướng báo với anh họ đã thành công trở về. Không do dự, Paul lao lên máy bay để giải cứu vị hôn thê yêu quý của mình, trong khi Jin cuối cùng cũng nhận được sự chăm sóc y tế kịp thời mà anh cần. Về phòng khách sạn, người đàn ông đã yêu thương chuẩn bị một tách trà cho bạn gái và tế nhị bày tỏ sự hối hận về hành vi sai trái trước đây của mình, vì nhầm tưởng rằng cô ấy đã qua đời một cách bi thảm. Khi sức khỏe được cải thiện, người phụ nữ đã đến gặp phi công tại phòng khám, tìm kiếm câu trả lời về mối liên hệ của họ trên đảo. Anh thú nhận rằng họ đã chia sẻ điều gì đó phi thường, nhưng thừa nhận rằng cuộc sống của họ khác nhau và cô ấy xứng đáng có một người nào đó tốt hơn. Nước mắt lưng tròng, Robin chấp nhận quyết định của người đàn ông lớn tuổi và chào tạm biệt anh ta, cầu chúc anh sẽ sớm có một gia đình hạnh phúc. Tại sân bay ngày hôm sau, Robin tâm sự rằng cô không biết mình còn yêu Paul không nữa. Anh xin lỗi vì lỡ sập sình cùng anh G, nhưng anh hứa, anh thề, anh đảm bảo, anh chỉ yêu em Paul năn nỉ. Không, ý em là, em lỡ ăn phải một củ khoai già và nhớ nhung không thể nào bỏ được. Robin trả lại nhẫn cưới cho Paul. Chuyến bay cất cánh đưa họ về Mỹ. Trong khi đó, anh phi công thấy rằng không thể sống thiếu Robin, anh quyết tâm theo đuổi nàng. Anh ta đáp máy bay xuống đường băng của sân bay nhưng nhận ra mình đã quá muộn. Máy bay chở tóc vàng đã đi mất. Khi anh thẫn thờ ngóng theo thì tóc vàng đột nhiên xuất hiện. Hạnh phúc vỡ òa, họ vui mừng ôm nhau. Sau khi họ trở về, Robin hỏi Jin về lý do tại sao anh lại chọn theo đuổi cô, đơn giản vì anh yêu em. Sau nụ hôn lãng mạn, cặp đôi lên kế hoạch mở một cửa hàng nhỏ trên biển và sống hạnh phúc trọn đời bên nhau trên hòn đảo Môn Lề. Cảm ơn các bạn đã xem phim. Mến chào tạm biệt các bạn. Nhớ like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nhé, các tình yêu.